안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những từ vựng tiếng Hàn về nông nghiệp, 농업 관련 어휘. Từ vựng về cái chủ đề này thì khá là nhiều nên là mình sẽ tách ra làm những video khác nhau. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào cái phần đầu tiên, những từ vựng tiếng Hàn về nông nghiệp. Các bạn hãy nghe và nhắc lại nhé. 울타리, 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 항 rào. Tức là các bạn hiểu là cái hàng rào chắn ấy, có thể dùng cái hàng rào khi các bạn chắn chặn để cho động vật nó khỏi ra ngoài chẳng hạn, hoặc là quây vườn rau ấy. Ma tàng, ma tàng, ma tàng, cái sân. Nông bù, nông bù, nông bù, nông dân, người làm nông. Mục chô chỉ, mục chô chỉ, mục chô chỉ, đồng cỏ. Hất cằn, hất cằn, hất cằn, nhà kho, nhà chứa. Kê riêng chủng, kê riêng chủng, kê riêng chủng, giống lai hoặc là giống cải tiến hoặc là giống mới. Ví dụ nhà bạn nào ví dụ ở quê mà hay chăn nuôi hoặc là trồng trọt ấy thì các bạn bố mẹ sẽ hay biết đến là giống mới, ví dụ là cái giống lúa mới hoặc là cái giống động vật mới, cái giống lai, giống cải tiến chất lượng tốt hơn. Ca chục, ca chục, ca chục, gia súc. Kamani, 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 túi rơm hoặc là cái bao. Các bạn tra trên Google thì sẽ thấy cái kamani này thực chất nó là cái túi làm từ rơm rạ ấy, có thể được dùng để đựng thóc lúa chẳng hạn, nó làm từ rơm rạ các bạn nhé. Gió mưa thùng, gió mưa thùng, gió mưa thùng, cái máng ăn dành cho vật nuôi. Các bạn có thể hiểu là cái máng để đựng cỏ hoặc là đựng thức ăn cho gia súc, gia cầm. Khôn ba in, khôn ba in, khôn ba in, cái máy đập lúa hoặc là máy tuốt lúa. Bạn nào mà ở quê, nhà trồng lúa, gạo thì sẽ rất là rõ về cái khôn ba in này. Tươn phản, tươn phản, tươn phản, cánh đồng. Tractor, 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 máy kéo. Xuê sư rằng, xuê sư rằng, xuê sư rằng, cái bàn cào hoặc là cái cào cỏ. Bạn nào ấy, chúng ta biết, ví dụ là ở ruộng ấy thì hay có cỏ mà, thì chúng ta sẽ dùng đến cái bàn cào này, dùng để cào cỏ, cào cỏ, hoặc là cũng có thể dùng để cào cào rơm rạ ấy, nhưng mà thường là dùng để cào cỏ ở dưới vườn hoặc là dưới đất, dưới ruộng. Con chủ, con chủ, con chủ, cỏ khô. Nông gà, nông gà, nông gà, thực chất từ này mang nghĩa là nông gia. Và dịch ra tiếng Việt của mình các bạn hiểu là nhà nông, tức là người làm nông. Qua sủ, qua sủ, qua sủ, cây ăn quả hoặc là cây ăn trái. Qua xuồn, qua xuồn, qua xuồn, vườn cây ăn quả. Hoa xua bì, ho sua bì, ho sua bì, người rơm hoặc là hình nhân hoặc là hình nộm. Thường ở các cánh đồng hoặc là trên vườn ấy rất là hay có chim chóc hoặc là những động vật lạ, thú lạ đến để ăn hoa màu trong ruộng, trong vườn. Chính vì vậy mà người nông dân người ta hay làm những cái hình nộm hoặc là người rơm để cho giả làm người, và động vật hoặc là các muông thú nhìn thấy nó sẽ sợ và nó chạy đi, nó không đến nữa.
Hosuabi, các bạn hiểu là hình nộm hoặc là hình nhân, người dơm. Koi, 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 con ngỗng. Yang, 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 cừu, con cừu. Sekiyang, 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 con cừu non, con cừu nhỏ đấy. Seki có nghĩa là thú nhỏ, con thú nhỏ, còn yang là con cừu. Sawanamu, 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 cây táo. Các bạn có sawa có nghĩa là táo và là quả táo, còn namu mà nghĩa là cây. Sawanamu, cây táo. Nonbat, 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 ruộng vườn. Yomso, 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 con dê. Takchang, 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 chuồng gà. Từ này thì các bạn chú ý phần phiên âm, chính là phần chữ màu xanh dòng thứ hai. Kalenda, 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 cày, bừa hoặc là cày sới. Amtak, 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 gà mái, con gà mái. Các bạn chú ý về cách phát âm. Sutak, 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 gà trống. Tada, 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 hái hoặc là ngắt, động từ. Dweji, 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 lợn, con lợn hoặc là con heo. Suakata, 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 thu hoạch. Các bạn nối âm lên nhé, phụ âm cờ và hờ phát âm thành âm khờ. Suakata. Mal, 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 ngựa, con ngựa. Cái từ mal mang nghĩa là lời nói, hoặc nó mang nghĩa là con ngựa. Thul, 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 đồng ruộng. Cái từ này thì âm tờ các bạn phát âm hơi nhẹ. Thang na quỷ, thang na quỷ, thang na quỷ, con lừa. Âm sổ, âm sổ, âm sổ, bò cái, con bò cái đấy. Sổ, 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 con bò, chỉ giống bò nói chung. Nông trường, nông trường, nông trường, nông trường, nông trại. Sa tắc ta rì, sa tắc ta rì, sa tắc ta rì, cái thang. Các bạn chú ý gấp đôi phụ âm tờ ở cái âm tiết thứ ba. Sa tắc ta rì. Hiu nhọn, hiu nhọn, hiu nhọn, năm mất mùa. Hô mì, hô mì, hô mì, cái liềm móc. Bạn nào quen với việc trồng cấy ở quê thì sẽ biết là cái liềm này dùng để cắt lúa hoặc là cắt cỏ. Hê chù, hê chù, hê chù, dòng biển. Phung nhận, phung nhận, phung nhận, năm được mùa. Chúc san phê su, chúc san phê su, chúc san phê su, nước thải chăn nuôi. Các bạn có từ chúc san
có nghĩa là súc sản, các bạn hiểu là cái việc chăn nuôi đấy. Phê su có nghĩa là cái phần nước thải. Chúc san ốc trà, chúc san ốc trà, chúc san ốc trà, người làm nghề chăn nuôi gia súc. Che sủ, che sủ, che sủ, rau. Trung trà, trung trà, trung trà, hạt giống. Y mô chạc, y mô chạc, y mô chạc, trồng hai vụ mùa. Tức là các bạn hiểu là trồng một năm hai vụ đấy. Chắp cột, chắp cột, chắp cột, các loại ngũ cốc. Chắp có nghĩa là tạp, còn cột là ngũ cốc đấy. Các bạn hiểu là tạp cốc hay là còn hiểu là các loại ngũ cốc. Cần chú ý gấp đôi phụ âm ở âm tiết thứ hai. Y mộc, y mộc, y mộc, lâm nghiệp, nối âm lên nhé. Im san mùi, im san mùi, im san mùi, lâm sản. Tức là bạn hiểu là sản phẩm của lâm nghiệp, sản phẩm của núi rừng ấy. Im sản có nghĩa là lâm sản, còn mùi có nghĩa là vật. Im san mùi có nghĩa là lâm sản vật. Hay đây là một từ Hán Hàn nhé, các bạn sẽ dịch ra Hán Hàn, à đây là một từ Hán Việt. Im san mùi là một từ Hán Hàn, còn lâm sản là một từ Hán Việt. Và dịch ra chúng ta hiểu là sản phẩm của núi rừng, sản phẩm lâm nghiệp. Chúng ta kết thúc bài học tại đây. Video này là một số những từ vựng về lâm nghiệp. Các bạn nhớ theo dõi video sau, mình sẽ tiếp tục giới thiệu những cái từ vựng của cái chủ đề này. Nông ốc khóa liên ở hủy, từ vựng liên quan đến nông nghiệp. Tháo mế, tu mà này hồ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.